Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trương Duy Nhất và Nguyễn Công Khế. Nhất và Khế đều ở Quảng Nam, mỗi người theo một chủ. Nhất theo Nguyễn Bá Thanh, còn Khế theo Trương Tấn Sang trước kia, sau này là Nguyễn Xuân Phúc, đệ tử ruột của Tư Sang. Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan, Tổng cục Tình báo quân đội thực hiện vụ bắt cóc này. Trước khi xảy ra vụ bắt cóc vài ngày, Phúc đến thăm Tổng cục Tình báo quân đội và ngầm chỉ đạo cho Phạm Ngọc Hùng thực hiện vụ bắt cóc về. Phạm Ngọc Hùng là họ hàng dây mơ dễ má với Thân Đức Nam. Thân Đức Nam là người đã bỏ tiền để lo lót cho Nguyễn Xuân Phúc từ quan chức sở ở Quảng Nam, Đà Nẵng ra Trung ương và leo đến chức Thủ tướng như ngày nay. Vì mối ruột tin cậy như vậy, Phúc mới giao phó cho Hùng thực hiện vụ bắt cóc ngoài biên giới đối với Trương Duy Nhất. Nguyên nhân vụ bắt cóc là Phúc muốn bịt những gì mà Trương Duy Nhất biết rõ về Phúc cùng ở Đà Nẵng. Nhất nhiều năm lăn lộn trong ngành nội chính, những quá khứ đen tối của Nguyễn Xuân Phúc thời ở Quảng Nam, Đà Nẵng thế nào Nhất đều biết rất rõ. Để Nhất sống sót và chạy ra nước ngoài là một mối họa lớn cho tập đoàn Nguyễn Xuân Phúc. Bắt cóc Trương Duy Nhất là một phi vụ hoàn hảo về nhiều mặt. Tổng cục Tình báo quân đội có cái lợi hơn Tổng cục Tình báo công an. Tổng cục 5 Tình báo công an bắt cóc chị Xuyên Thanh để tai tiếng ầm ĩ. Nhưng Tổng cục 2 Tình báo quân đội bắt cóc Nhất êm ru. Bởi lẽ một phần là Nhất ở Thái Lan, một đất nước mà quan chức có thể mua chuộc được bằng tiền. Tổng cục 2 đã mua chuộc được đến tầm Thứ trưởng Cảnh sát Thái Lan để nhờ Cảnh sát Thái theo dõi định vị điện thoại của Nhất, rồi bắt Nhất đem về ngoại ô Bangkok bàn giao cho Tổng cục 2 Tình báo Việt Nam chụp bao tải lên đầu, tiêm thuốc mê, chở cho lọt qua biên giới Thái Lan về Lào và từ đó đưa thẳng về Việt Nam. Vụ bắt cóc này của Tổng cục 2 còn được những cây bút gọi là dân chủ hải ngoại và trong nước ngầm ủng hộ bằng cách làm loãng sự việc ra. Chẳng hạn như Trương Huy San, một kẻ tay chân của Trương Tấn Sang trước kia, nay ủng hộ Nguyễn Xuân Phúc bằng những lời khen ngợi là nhà lãnh đạo có tài kỹ trị và trong mấy tháng đầu đã làm được nhiều việc cho đất nước. Trước tin Nhất bị bắt cóc, Trương Huy San điềm nhiên nói về số phận người mà hắn nói là bạn từng đón ở cửa nhà tù rằng không có tin tức gì bên trong vụ bắt cóc này cả. Huy San, người được cho là biết rõ nhiều việc bên trong, khi đã cất lời như vậy, dư luận ngập ngừng không dám bàn đến chuyện Nhất bị mất tích là do bắt cóc hay do đâu. Nguyễn Quang Lập, đồng bọn của Trương Huy San bồi thêm lúc đó, có lẽ một thế lực nào đó đã bắt cóc Nhất, nếu vậy tôi rất lo. Lập khá thâm hiểm, đầu tiên Lập cho rằng Việt Nam bắt cóc thì đã có tin, nếu không có tin thì có thể Nhất đi đâu, nếu Nhất không tự ý đi đâu mà mất tích bí hiểm thế thì thế lực nào đó đã bắt Trương Duy Nhất chứ không phải là Tổng cục quân đội bắt. Lập đưa tin như vậy càng khiến dân tình ngập ngừng hơn, không ai dám khẳng định Nhất bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cóc, vì thế họ không nhắc tới. Nhưng Lập còn cao thủ hơn khi nói nếu thế lực nào đó bắt Lập thì rất lo cho tính mạng của Nhất. Như thế Lập thòng lại ý, trường hợp nhà cầm quyền Việt Nam bắt Nhất thì không có gì phải lo lắng cả. Đỗ Trung Quân, người anh em thân thiết với Huy San và Lập bồi thêm. Tôi biết Lập là người lo lắng cho Nhất hơn ai hết. Có lẽ Quân không thâm độc như San và Lập, Quân khá cảm tính. Thấy mình chửi bọn Lập như vậy, Quân đỡ lời cho bạn thôi. Từ bên ngoài các thể loại báo hải ngoại như Người Việt của Đinh Quang Anh Thái, Tiếng Dân của Đinh Ngọc Thu, Dân Làm Báo của Vũ Đông Hà đề cập đến vụ bắt cóc này theo kiểu tin bắt cóc là không chắc chắn. Kẻ phao tin bắt cóc là tên Bùi Thanh Hiếu, người buôn gió, là kẻ chẳng ra gì, không đáng tin. Người Việt còn dẫn những nguồn tin không rõ ở đâu, theo nguồn tin trong nước để gây bất lợi cho Trương Duy Nhất. Bài báo do Đinh Quang Anh Thái đưa lên. Hai bọn Dân Làm Báo, Tiếng Dân thì thù riêng với mình, tranh thủ bọn kia đánh hội đồng nhảy vào đánh hôi, miêu tả số phận bi thảm của gia đình Phan Cao Lâm bị trục xuất khỏi Thái Lan, tô vẽ Cao Lâm là người công chính này nọ, bị oan gia vì làm điều tốt giúp đỡ cho người tị nạn ở Thái Lan,
bị tên người buôn gió nghi vấn đặt điều là tay sai của cảnh sát Thái Lan và an ninh Việt Nam, khiến cả gia đình ly tán, bị trục xuất về Việt Nam. Công an Việt Nam hỏi cung tận những 2 tiếng đồng hồ. Một số bọn đấu tranh trong nước hí hửng thấy bộ mặt người buôn gió bị vạch, chúng chia sẻ và bình phẩm đầy đắc thắng. Giờ thì Nhất được báo chí khẳng định là đang bị công an giam giữ. Phan Cao Lâm, Công Chính cùng gia đình và đã quay trở lại Bangkok sau thời gian thăm thú quê hương họ hàng. Tất cả những kẻ từng bác bỏ hoặc vu khống mình đưa tin Nhất bị bắt cóc im bặt, thậm chí Nguyễn Quang Lập, Trương Huy San còn tảng lờ như không hề đọc cái tin Nhất đang bị công an Việt Nam giữ. Cái mà Đỗ Trung Quân nói Lập lo cho Nhất hơn ai hết là thế đấy. Ở Thái Lan, một số kẻ trước đó lưu loa phụ họa hùa theo, không chấp bọn lặt vặt, muôn đời lặt vặt. Ngay cả Nguyễn Thanh Tú gào hét phụ họa với Cami rằng Bùi Thanh Hiếu là kẻ buôn người, nhận 50.000 đô la để tổ chức cho Nhất trốn đi, cũng không thèm chấp. Để khi nào đó sẽ trưng ra bằng chứng Nguyễn Thanh Tú có quan hệ với bọn tuyên huấn của quân đội Việt Nam sẽ thú vị hơn. Đưa lại những tình tiết để dư luận thấy rằng những tiếng nói lề trái rất đa dạng và phức tạp. Trà trộn trong hàng ngũ thông tin lề trái là những người của phe cánh nào đó trong Đảng Cộng sản tạo ra, có nhiệm vụ định hướng dư luận có lợi cho phe cánh của chúng. Nhìn chung, trong vụ Trương Duy Nhất, bọn chủ ý vùi dập tin bắt cóc và định hướng đỡ cho những kẻ bắt cóc là Nhất có tội về đất đai, bọn chúng đều có quan hệ với nhau. Đó là người của Tư Sang trước kia, chúng không hề lên án hoặc chỉ trích gì Nguyễn Xuân Phúc. Trái lại, còn định hướng ca ngợi tên Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc thành người kiến tạo, gần dân, minh bạch và có tài kỹ trị. Nếu chúng ca ngợi lãnh đạo Cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc như vậy, phải chăng chúng đang củng cố niềm tin của người dân vào Đảng Cộng sản nhiều hơn? Chúng đổ lỗi cho những sai lầm là do cá nhân trong đảng chứ không phải là do hệ thống chế độ cộng sản gây nên. Chúng ru ngủ người dân rằng nay cộng sản đã có những vị minh quân, những tên cộng sản sai trái đã bị trừng trị đích đáng, vậy người dân nên tin tưởng và tiếp tục vào chế độ đảng cộng sản này. Mục đích của chúng ẩn đằng sau chính là vậy. Một trong số chúng non tay nghề hơn là Hoàng Hải Vân đã sớm bộc lộ điều này. Chúng ta thấy bọn Hoàng Hải Vân, Trương Huy San, Nguyễn Quang Lập làm gì? Chúng chẳng làm gì cả ngoài việc ca ngợi lãnh tụ này, chỉ trích quan chức khác. Chúng được tôn thờ thành những trí thức cấp tiến, tiếng nói phản biện và chúng uống rượu ngoại hàng ngày để nhận sự hâm mộ của đám đông đang hy vọng đất nước đổi mới, để nhận sự sợ hãi của các doanh nghiệp, quan chức phải mang tiền nộp cho chúng phe phỡn. Nổi bật trong đám ấy là Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên. Giờ đang hạch tội Trương Duy Nhất tiếp tay trong việc bán lô đất 82 Trần Quốc Toản cho Vũ Nhôm, miếng đất ấy báo Đại Đoàn Kết lợi dụng danh nghĩa báo mua làm văn phòng đại diện không thông qua đấu giá, bán lại cho Vũ Nhôm để Vũ Nhôm làm nhà ở, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. Tội to không? Đến hàng chục tỷ đồng cơ đấy. Vậy thì lô đất của công ty thuốc lá Sài Gòn ở đường Bến Vân Đồn thì sao? Lô đất này đầu tiên được quyết định bán đấu giá, vợ Khế làm trong công ty thuốc lá về kể lại cho chồng. Khế bèn lấy danh nghĩa xin mua làm tòa soạn, không thông qua đấu giá, mua trọn gói lô đất trên dưới danh nghĩa tòa báo. Tiếp đến để hợp thức phần bất động sản này cho đúng ngành nghề khi xây dựng, Khế lập ra công ty cổ phần bất động sản báo Thanh Niên, Khế kiêm luôn chủ tịch công ty cổ phần này. Ngoài đại diện cho cổ phần báo Thanh Niên, Khế cũng đại diện luôn số cổ phần mà y góp trong đó để quản lý miếng đất hàng ngàn tỷ mà chỉ mua với giá vài trăm tỷ, không thông qua đấu giá. Trong cái công ty cổ phần bất động sản báo Thanh Niên bỗng nhiên có em của đại gia bất động sản Novaland Bùi Thành Nhơn tham gia, đó là Bùi Đạt Chương. Một ngày sau khi Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội làm Thủ tướng, khu đất được cấp phép xây dựng chung cư văn phòng trái hoàn toàn với tiêu chí ban đầu xin làm tòa soạn. Công ty cổ phần báo Thanh Niên thay đổi người chịu trách nhiệm pháp luật, Bùi Đạt Chương đứng tên. Vài tháng sau, miếng đất trị giá 5.000 tỷ này lọt vào công ty của ông chủ Bùi Thành Nhơn.
Novaland, công ty cổ phần bất động sản Báo Thanh Niên cũng ngừng hoạt động. Bây giờ bắt Nhất vì tội y chang như Nguyễn Công Khế đã làm. Hai sự việc cũng cùng một kịch bản y chang, chỉ khác điều là Nhất làm thiệt hại vài chục tỷ. Báo chí và dư luận lên án âm ầm, đầy vẻ phẫn nộ như xót xa cho vài chục tỷ tiền của đất nước bị thất thoát vào tay tư thương. Thế còn hàng ngàn tỷ mà Nguyễn Công Khế cũng làm thất thoát y như thế vào tay tư thương lớn khủng hơn thì thế nào? Thì im bặt, thì lờ đi, dân chủ ở đâu, tri thức cấp tiến ở đâu, lò tôn của ông Trọng ở đâu? Ở phe đang mạnh, câu trả lời đơn giản thế thôi. Chỉ là cuộc thanh trừng, những kẻ yếu hơn và bé hơn thì sẽ bị giết. Nếu Nguyễn Công Khế phạm tội thiệt hại gấp hàng trăm lần Trương Duy Nhất mà vẫn ngang nhiên tồn tại, xin hãy đừng bao giờ hy vọng vào công cuộc đốt lò của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Cũng đừng bao giờ hy vọng vào bọn dân chủ, bọn trí thức cấp tiến đang gay gắt lên án Nhất kia. Bọn chúng đang thực hiện giết nhau để giành mồi mà thôi. Chẳng có cái gọi là vì đất nước, vì dân tộc nào trong hành động, lời nói của chúng hết. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những tin tức mới nhất, thông báo mới nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.